Trong quá trình hình thành và phát triển của TPBank thì chúng tôi cũng hợp tác khá nhiều với FPT trong các dự án công nghệ. Và rất nhiều các dự án công nghệ được triển khai thành công tại TPBank đã trở thành hình mẫu cho các ngân hàng tại Việt Nam. Trong thời đại bình thường mới bây giờ thì các bạn thấy rằng là tiết kiệm chi phí là một trong những bài toán hàng đầu của các ngân hàng Việt Nam. Chúng tôi xác định rằng là một số tất cả những công việc mà nó có tính chất lặp lại rất nhiều, ví dụ như là tạo báo cáo, hoặc là nhập liệu, hoặc là đối soát dữ liệu, thì hoàn toàn có thể sử dụng các công nghệ như là tự động hóa để xử lý việc đó. Ngân hàng cũng đã nghiên cứu rất nhiều các cái đối tác khác nhau trên toàn cầu, và chúng tôi nhận thấy rằng giải pháp của Acabot của FPT là một giải pháp mà có mức độ chi phí hợp lý, công nghệ khá là tốt so với các cái công nghệ chung. Và điều quan trọng nhất là đội ngũ của FPT thì đã rất nhiều năm làm việc với TPBank và cũng hiểu biết về các cái nhiệm vụ của ngân hàng, biết đúng bài toán của chúng tôi. Trong năm 2020 chúng tôi đã triển khai đến 75 bot, tiết kiệm được khoảng 45 nhân sự và được mang lại cái lợi ích giá trị gấp đôi so với cái đầu tư ban đầu. Trong năm 2021 thì chúng tôi xác định là chúng tôi sẽ phát triển rất là rộng rãi, dự kiến là triển khai 145 bot, và trong số này thì chúng tôi áp dụng đến 20 bot áp dụng công nghệ mới gọi là tự động thông minh, tức là Intelligent Automation. Và với cái kế hoạch này thì chúng tôi dự kiến là sẽ tiết kiệm được khoảng hàng trăm nhân sự và tối đa hóa cái lợi ích đầu tư của Acabot. APA chỉ là cái bước ban đầu trong quá trình tự động hóa của TPBank. Chúng tôi dự kiến là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các công nghệ 4.0 mới, ví dụ như là VoiceBot, như là PayBot với cái nền tảng số hóa của FPGA AI. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ triển khai các dự án liên quan đến blockchain và computer vision. Chúng tôi kỳ vọng rằng với sự hợp tác giữa FPT và TPBank trong thời gian tới thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều thành công trong chặng đường chuyển đổi số của TPBank, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về sáng tạo số, đột phá kinh doanh số tại Việt Nam.